Sửa lỗi bên dưới, 1 cộng 1 bằng 21. 21, có thể xóa được số 1 này không nhỉ? Xóa được số 1 này rồi, win. Rất dễ. Cái gì ở bên trong cái hộp này? Mở cái hộp ra. Một con lật đật. Tặng bạn con búp bê dễ thương này. Cảm ơn. Bạn có thấy gì? Thể giới thiệu cho bạn bè cùng chơi game này được không? Hãy chia sẻ trên Facebook. Ok. Lại 15 giây thôi. Cảm ơn. Nhấp vào hình chữ nhật màu vàng bên dưới 12 lần, sau đó nhấn OK để qua câu hỏi này. Nhấp vào hình chữ nhật màu vàng bên dưới 12 lần. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ồ, nó qua 13 rồi, sai rồi. Ok, à đúng rồi, nhấp 12 lần. Bạn làm tốt lắm. Khẩn cấp, chúng tôi cần giấu con voi này đi. Phóng bự ra, thu nhỏ lại. Phóng bự ra nha. Chính xác. Con nó ra ngoài.